để giảm tình trạng phương tiện dừng đỗ sai quy định gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác xử lý vi phạm trong dịp cận Tết. Mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội chính thức ra quân bắt đầu dán thông báo phạt nguội đối với dừng đỗ trên kính ô tô khi không có lái xe tại chỗ. Anh Nguyễn Văn Tân, 35 tuổi, là lái xe vi phạm đã bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý về lỗi đỗ xe sai quy định. Dù đã được nghe về quy định dán thông báo phạt nguội, nhưng anh Tân vẫn khá bất ngờ khi bị lập biên bản xử phạt. Anh Tân cho biết bản thân mua nhà tại đây, nhưng quanh đây không có bãi đỗ xe. Nếu muốn đỗ xe phải gửi rất xa, gây khó khăn cho người dân. Khu vực ở đây nếu mà buổi sáng các bạn nhìn đây cả cái dãy này tất cả mọi người ở đỗ. Thôi thì đen, có thật với bạn là nó lý do nó cũng nhiều lắm. Sai thì vẫn là sai thôi, mình bị phạt thì mình cũng bị phạt thôi. Còn cả cái khu vực này thì bạn nhìn thấy buổi sáng nó cũng đầy ở đây. Bởi vì lý do là cái hạ tầng của cái khu vực này nếu mà bạn check ấy, phải check cái khu hạ tầng của toàn bộ khu vực này này. Chỗ mà được làm bãi đỗ xe thì bây giờ bị cấm. Bãi hầm thì không có, nhà thì người nào cũng có ô tô cả. Mình có sai thì mình biết là mình sai thôi, nhưng mà cũng không thể tránh được việc này. Còn mình bị phạt thì mình phải chịu. Nhưng mà không phục. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thành Big Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn VinGroup. Bên cạnh đó, nhiều người dân khi thấy lực lượng cảnh sát dán thông báo phạt nguội lên kính xe vi phạm đều cho rằng đây là việc làm nên làm từ lâu và cần được nhân rộng. Làm này rất là tốt, đấy là khi không có cảnh sát giao thông cũng phải chấp hành, chứ không phải là có cảnh sát giao thông mới phải chấp hành. Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Cảnh sát giao thông số 14, các tổ tuần tra kiểm soát trên đường khi phát hiện ô tô đỗ dừng không đúng nơi quy định, tài xế không có trên xe, cảnh sát sẽ gọi loa thông báo tìm chủ xe. Nếu không được, sẽ ghi lại toàn bộ hình ảnh và dán thông báo phạt nguội trên kính xe. Là trên các cái tuyến đường có các cái biển cấm dừng đỗ thì các cái phương tiện đã chấp hành, và trên các cái tuyến đường đã các cái phương tiện đã không dừng đỗ sai quy định và cũng giảm bớt cái tình trạng ùn tắc giao thông ở trên các cái tuyến đường. Hiện tại, ngoài những tuyến phố trung tâm, phòng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung xử lý trên 8 tuyến đường trọng điểm gồm Ngọc Hồi đến Lê Duẩn, Quang Trung Trần Phú Hà Đông đến Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng, Chu Văn An, Tố Hữu đến Giảng Võ, Trần Duy Hưng đến Văn Cao, Nhổn đến Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Cừ đến Đặng Phúc Thông, Võ Nguyên Giáp đến Cầu Vĩnh Tuy, Phạm Văn Đồng đến đường vành đai 3 dưới thấp qua bán đảo Linh Đàm.